The newbie, the newbie, 1002 words, it hadn't been an easy decision, this move to be closer to my daughter. I had left the house that I had lived in when I was married, said goodbye to good neighbors, close friends and familiar shops. But despite my daughter's assurances that I would soon make new friends, I sensed I was not welcome. The locals appeared clannish, their carapaces as hard to crack as walnuts. Generations of families had lived in this northern town, forging a tight-knit community. I felt like a dandelion clock blowing directionless in the wind. And what a wind it was, vicious, gritty, relentless, horsewhipping me for the audacity of wanting to belong. These moorland communities bared their bodies and souls to the elements, just like the sheep on the barren hillsides. The tenebrous granite terraces, which peppered the bleak and hostile landscape, reminded me of tombstones. And of the color of my skin, at one time this place was the lifeblood of the woolen industry. The soft, pure water flowing from the hills being perfect for producing the finest quality cloth which was so much in demand. Entire families worked in the mills, had done for generations, but since the decline of the woolen industry in these parts, incomers had been regarded with suspicion. When I passed them on the pavement, they gave me a wide berth and wouldn't make eye contact, despite my making an effort to smile and say a cheery good morning. I knew people were gossiping about me from the way conversations faded when I entered a shop or else furtive glances betrayed their discomfort at my presence "You'll soon get to know them mummy give it time" said my daughter Breezily but what did she know she worked full-time, and had neither the need nor time to integrate. As I saw it, I had several barriers to overcome before being socially accepted. 1. My daughter and son-in-law were commuters, that lonesome group which boosted house prices way beyond the means of local people. 2. My grandchildren attended a private school rather than the local state school. In other words, the family was regarded as too posh for these parts. 3. My unfamiliar accent and skin color, unsurmountable issues, all of them. Nonetheless, I determined to immerse myself in local activities and hope to win over some of the movers and shakers of the village. The mystery coach trip had been organized by the library supporters group. No one came to sit next to me. I had bought bags of sweets, perennial favorites, to share on the coach trip. Despite handing them round. The bags were handed back almost as full as when I handed them out. Did the rejection of the sweets signify a rejection of me? I wondered, I had to make do with eavesdropping on snatches of gossip instead, having another one, her fourth, and still no man on the scene, her ma'am would be turning in her grave, thinking of taking the bastards to court for negligence, and I don't blame him, yes, he's still on the waiting list, it's her 80th, you wouldn't know it, working in Tenerife. Bet the taxman would be interested. And so it went on, soporific sound bites of life's petty minutiae. Suddenly, I was jerked rudely awake, sweets scattering as the coach veered off the road and lurched violently into a ditch. Handbags slid down the center aisle, contents scattering. Sounds of distress and panic, like animals going to the slaughter, flooded my ears. I managed to undo my seatbelt, dragged myself upright, and looked back at the chaos. Heaps of passengers were lying like skittles amongst a tangle of shoes and specks their meticulously coiffed gray hair in disarray while those still in seatbelts were dangling at a unlikely angles like suspended circus acrobats driver okay check engine off check fire exit accessible check mobile check i dialed 999 gave the google map location number of casualties estimate of injuries noted ambulance eta i divided the scrum into wounded walking wounded and shaken but otherwise unharmed the driver found the first aid kit and limped towards the fire exit. Passengers in tow. I attempted to triage the less lucky individuals. One suspected heart attack, several hyperventilating, some broken bones and a possible concussion or two. Most of the injuries had been incurred by people toppling over each other, elderly people are as fragile as a tower of cards, and some had careered into the unforgiving backs of seats. There would be a lot of bruises and black eyes tomorrow. I figured, as I administered CPR, then the sky inked over as snow began to fall. Creating hills of soft white pillows from feathers of ice. Birds had stopped singing, preserving their energy for the overnight chill, while muffled whimpers from those standing outside punctuated the silence as they bandaged their scars ever more tightly around their faces. A good time to hand out sweets again. This time there were plenty of takers' sugar for shock. thành viên mới The Newbie, 1002 từ, đó không phải là một quyết định dễ dàng, động thái này để được gần con gái tôi hơn. Tôi đã rời khỏi ngôi nhà mà tôi đã ở khi kết hôn, tạm biệt những người hàng xóm tốt bụng, những người bạn thân và những cửa hàng quen thuộc. Nhưng bất chấp sự đảm bảo của con gái tôi rằng tôi sẽ sớm kết bạn mới, tôi cảm thấy mình không được chào đón. Những người dân địa phương có vẻ kỳ dị, lớp vỏ của họ khó nứt vỡ như quả óc chó nhiều thế hệ gia đình đã sống ở thị trấn phía bắc này, tạo nên một cộng đồng gắn bó. Tôi cảm thấy mình giống như một chiếc đồng hồ bồ công anh đang bay vô hướng trong gió. Và đó là một cơn gió, hung ác, gan góc, không ngừng, cưỡi ngựa cho tôi vì sự táo bạo muốn được thuộc về. Những cộng đồng đồng hoang này đã rèn luyện cơ thể và linh hồn của họ trước các yếu tố, giống như những con cừu trên sườn đồi cằn cỗi. Những bậc thang bằng đá granite sần sùi bao phủ khung cảnh ảm đạm và thù địch khiến tôi nhớ đến những tấm bia mộ, và màu da của tôi có thời nơi đây là mạch máu của ngành công nghiệp len dòng nước tinh khiết mềm mại chảy từ những ngọn đồi là nơi hoàn hảo để sản xuất ra loại vải chất lượng tốt nhất đang được yêu cầu rất nhiều toàn bộ gia đình làm việc trong các nhà máy đã làm việc trong nhiều thế hệ nhưng kể từ khi ngành công nghiệp len ở những nơi này suy tàn những người nhập cư đã bị nghi ngờ khi tôi đi ngang qua họ trên vỉa hè họ cho tôi một bến đỗ rồng và không giao tiếp bằng mắt mặc dù tôi đã cố gắng mỉm cười và nói một câu vui vẻ chào buổi sáng tôi biết mọi người đang đồn đại về tôi từ cái cách mà những cuộc trò chuyện mờ nhạt khi tôi bước vào một cửa hàng. Hoặc những cái nhìn thô bạo phản bội sự khó chịu của họ trước sự hiện diện của tôi. Mẹ sẽ sớm biết về họ thôi, mẹ, hãy cho nó thời gian, con gái tôi nói một cách hóm hình. Nhưng cô ấy đã biết gì? Cô ấy làm việc toàn thời gian, và không có nhu cầu cũng như thời gian để hòa nhập. Như tôi thấy, tôi đã có một số rào cản phải vượt qua trước khi được xã hội chấp nhận một con gái và con rể của tôi là những người đi làm nhóm người ghê tầm đó đã làm tăng giá nhà vượt quá khả năng của người dân địa phương hai cháu tôi học ở một trường tư thục chứ không phải trường công lập ở địa phương nói cách khác gia đình được coi là quá sang trọng cho những phần này ba dòng và màu da không quen thuộc của tôi những vấn đề không thể vượt qua tất cả chúng tuy nhiên tôi quyết tâm hòa mình vào các hoạt động tại địa phương và hy vọng sẽ thu phục được một số người vận động và làm dung chuyển trong làng chuyến đi của huấn luyện viên bí ẩn đã được tổ chức bởi nhóm những người ủng hộ thư viện không có ai đến ngồi cạnh tôi tôi đã mua những túi đồ ngọt những món yêu thích lâu năm để chia sẻ trong chuyến đi xe khách mặc dù trao chúng vòng tròn nhưng các túi được trao lại gần như đầy đủ như khi tôi đưa chúng ra tôi tự hỏi việc từ chối đồ ngọt có biểu thị sự từ chối tôi không thay vào đó tôi đã phải làm với việc nghe trộm những tin đồn nhảm nhí có một người khác thứ tư của cô ấy, và vẫn không có người đàn ông nào ở hiện trường, mẹ cô ấy sẽ chôn chân tại chỗ. Nghĩ đến việc đưa những tên khốn ra tòa vì sơ suất và tôi không đổ lỗi cho anh ta. Vâng, anh ta vẫn ở trên danh sách chờ, đó là danh sách thứ 80 của cô ấy, bạn sẽ không biết đâu, làm việc ở Tenerife, cá là anh ta sẽ quan tâm. Và cứ thế nó tiếp tục, những mảnh ghép âm thanh dài dòng về những chi tiết vụn vặt vụn vặt của cuộc sống. Đột nhiên tôi giận mình tỉnh giấc một cách thô bạo đồ ngọt văng tung tóe khi người lái xe rẽ ra khỏi đường và lao mình xuống một con mương dữ dội túi sách trượt xuống lối đi trung tâm đồ đạc vương vãi những âm thanh của sự đau khổ và hoảng sợ giống như những con vật sắp bị giết tràn vào tai tôi tôi cố gắng tháo dây an toàn đứng thẳng người và nhìn lại cảnh hỗn loạn hàng đống hành khách đang nằm lăn lóc giữa mớ giày và thông số kỹ thuật mái tóc hoa dâm được búi rối tỉ mỉ, trong khi những người vẫn thắt dây an toàn đang lùng lẳng ở những góc không chắc chắn, giống như những màn nhào lộn trong dạp xiếc bị treo lơ lửng. Người lái xe ổn chứ? Kiểm tra, tắt động cơ, kiểm tra, lối thoát hiểm có thể vào được. Kiểm tra, di động, kiểm tra, tôi bấm số 999, cho Google Map vị trí, số người thương vong, ước tính số người bị thương. Xe cứu thương lưu ý y tơ tôi chia đám người bị thương thành người bị thương người đi bộ bị thương và bị chấn động nhưng không hề hấn gì người lái xe tìm thấy bộ sơ cứu và khập khiễng tiến về phía lối ra khỏi đám cháy hành khách được kéo theo tôi đã cố gắng đánh lửa những người kém may mắn hơn một người nghi ngờ bị nhồi máu cơ tim một số cơn tăng thông khí một số xương bị gãy và có thể có một hoặc hai cơn chấn động hầu hết các chấn thương xảy ra là do những người lật đổ nhau những người cao tuổi mong manh như một tháp thẻ và một số đã chăm sóc cho những chiếc ghế sau không khoan nhượng tôi hình dung rằng ngày mai sẽ có rất nhiều vết bầm tím và mắt đen khi tôi tiến hành hô hấp nhân tạo sau đó bầu trời trở nên xám xịt khi tuyết bắt đầu rơi tạo ra những ngọn đồi có những chiếc gối trắng mềm mại từ những chiếc lông vũ của băng những con chim đã ngừng hót bảo toàn năng lượng cho cái lạnh qua đêm trong khi những tiếng thút thít bị bóp nghẹt từ những người đứng bên ngoài phá vỡ sự im lặng khi chúng quấn chiếc khăn quàng cổ chặt hơn bao giờ hết trên mặt một thời điểm tốt để phát đồ ngọn một lần nữa lần này có rất nhiều người dự thi đường cho cú sốc